Đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ Giao thông về góp ý sửa đổi bổ sung một số quy định của Thông tư 38 và 12 về đào tạo, sát hạch, cấp phép lái xe cơ giới cho rằng người có bằng lái ô tô một năm không được chạy xe quá 60 km/h và không được chạy xe trên cao tốc đang gặp phải nhiều phản ứng từ người dân nói chung và cánh tài xế nói riêng. Thấy nó không hợp lý. Thì theo tôi nghĩ là cái người lái xe là trước mắt là mình được đào tạo rồi, mình đào tạo chính quy thì mình chạy, tất nhiên ban đầu chưa kinh nghiệm thì nó vẫn yếu, nhưng mà cái mà quy định một năm là nó không hợp lý với vấn đề vậy nè. Thí dụ bây giờ trong một năm đó, ví dụ giả sử anh có cái bằng lái đi nhưng mà anh không chạy, thì tôi nghĩ là để 5 năm 10 năm sau nó càng ngày nó càng yếu hơn, nó đâu giỏi hơn. Người ta tính là tính cái thời gian chạy, thời gian cầm lái, chứ không có ai tính cái thời gian từ lúc có bằng là dưới một năm hay là trên một năm. Tôi nói ví dụ phi công đi, người ta tính là cái thời gian bay của anh, chứ người ta đâu có tính thời gian anh có bằng bao nhiêu năm. Lái xe mình nhỏ hơn là mình lái xe cũng vậy. Bây giờ anh cầm cái bằng anh thi tốt nghiệp, anh để 5 năm sau anh không chạy đi, anh lấy cái bằng ra anh chạy, tôi nói còn thua cái thằng mới ra trường. Cái đó tôi thấy là không hợp lý. Nhà nước cấp cho anh một cái bằng lái, tiêu chuẩn của anh đã đủ được chạy xe rồi, nhà nước quy định cho anh con đường đó 60 thì mình phải chạy 60 rồi á, con đường cao tốc thì người ta phải chạy thôi, làm sao mà không cho người ta chạy được. Chắc mình không ủng hộ mấy cái đó. Cả nhà nước là cấp bằng lái cho người ta rồi là người ta chạy được rồi thì người ta vẫn chạy bình thường như mọi người thôi. Văn bản góp ý của Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh gửi Bộ đề ngày 17 tháng 12 năm 2021. Tuy nhiên, chưa đầy một tháng sau khi nội dung góp ý như trên bị rò rỉ và gặp phải nhiều phản ứng từ dư luận, vào ngày 13 tháng 1 năm 2022, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản khẩn gửi Bộ về việc thu hồi văn bản cũ. Lý do được Sở Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh đưa ra là vì trong quá trình nghiên cứu góp ý sửa đổi các thông tư của Bộ Giao thông Vận tải, Sở có tham khảo kinh nghiệm của một số nước trên thế giới, nhưng việc tham khảo, đánh giá chưa được đầy đủ và chặt chẽ. Do đó, Sở Giao thông Vận tải xin thu hồi lại văn bản và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải hủy văn bản điện tử nhận được qua trục liên thông văn bản. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đồng thời cho biết sẽ khẩn trương nghiên cứu hoàn chỉnh các nội dung góp ý và gửi văn bản mới về Bộ Giao thông Vận tải trong thời gian sớm nhất. Tuy vậy, nhiều người dân cho rằng những nhà làm chính sách cần phải nghiên cứu kỹ hơn trước khi đề xuất sửa đổi những quy định để tránh bị chồng chéo lẫn nhau. Tôi đọc cái tờ báo mà tôi thấy buồn cười đó. Cái nhà làm chính sách người ta nghiên cứu là nghiên cứu về cái thời gian cầm lái của anh cái lúc mà anh học ở trường á. Lại dùng giờ mình quy định là thí dụ tăng cái thời gian thực hành lên, dù là 20 giờ thực hành hay là 30 giờ, giờ có thể mình tăng lên gấp đôi, mình quy định mình siết cái đầu ra trường, dù đường phố đô thị là bao nhiêu rồi quy định cái đó là mình sát hạch đầu ra, chồng chéo lại thêm một cái quy định này nữa, cái này nó đá cái kia, cái đó nó hợp lý. Một khi mình đã có đủ điều kiện mình chạy là coi như là mình chạy được, thì bây giờ nhà nước cấp cho mình chạy, chứ không lẽ cái anh ra cao tốc xong rồi cái cảnh sát giao thông hỏi lại hết, rồi hỏi bằng lái anh đủ cho anh năm không, anh dưới năm là tấp vô là tôi phạt anh hả? Mình thấy là nếu mà người ta có bằng lái rồi là người ta đã chạy được rồi, cái đường nào cho phép người ta chạy được thì người ta chạy được cái tốc độ đó thôi. Còn cao tốc thì chỉ có đường mà cho mình chạy 80 á, nếu mà mình chạy chậm quá thì mấy người sau người ta cũng khó chịu.